Thầy có thấy cái gì không? Đây. Hoa. Hoa nhiều lắm nha, nhiều màu lắm. Thầy có thấy sự đặc biệt của cái cây này nằm ở chỗ là nó không có ruột nha mọi người. Đây. Cô ơi, cái cây này nó lạ kinh khủng. Cái gốc này là gốc hoa giấy nha mọi người. Đây, ở phía trong nè. Nó giống như một cái vỏ luôn nha mọi người ơi, nó không có nè, nó giống như một cái vỏ cây khô luôn, nó không có một chút sức sống nào hết. Nhưng mà đây mới là làm nên sự đặc biệt của nó, rất là khủng. Cái vỏ uốn cong, thấy không, cái vỏ uốn cong rất là độc đáo luôn. Những người mà không biết chơi hoa chơi cây như mình còn thấy nó độc đáo nữa. Đó. Cái thân rất là to luôn nha mọi người. Vỏ bọng luôn, cực kỳ bọng, không có một cái gì luôn. Nhìn như cây chết. Nhưng mà thật ra nó lại là cây sống, nó mới độc đáo ở chỗ đó. Đây nè. Đây nè, những cái nhánh mà nó chìa ra thì tràn đầy sức sống luôn. Đây nè, trời ơi, quá tuyệt vời. Phải nói là cái cây này, chỉ có cái cây này nó độc đáo thôi. Nếu mà người bình thường mà người ta không biết á, thì chắc chắn ở đây là coi như là cây giả rồi. Nhưng mà nó còn sống à. Rất là ngộ cực kỳ luôn mọi người ha. Bây giờ mình đang xoay lòng vòng cho mọi người xem. Ngộ ha, ngộ thật sự chứ, không còn cái lời gì mà để nói luôn. Cây mà nhìn như cây chết, nhưng mà nè, nó vẫn ra hoa, vẫn ra lá, vẫn tươi tốt, lớn rồi lớn khỏe mạnh nữa chứ. Bởi vì ta nói có tập có tài, không chỉ sử dụng cho người mà còn có thể sử dụng cho cây. Cây nó có sức sống vô cùng kỳ diệu, nó có thể khiến con người chúng ta suy nghĩ về cuộc đời. Tuy là nhìn nó chả có chút sức sống gì, nhìn nó không bắt mắt nữa, nhìn nó thật sự là không bắt mắt, nhưng mà nó vẫn làm nên những cái điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu nhất ở đây đó chính là cái cây này nó có hai màu hoa. Điều không phải điều kỳ diệu nhất mà là điều kỳ diệu đặc biệt thứ hai, nó có hai dạng lá. Cái cây này đó. Độc đáo thật sự. Tới cây này. Bên này là cái vàng mai. Cây mai này tết chỗ nhiều lắm mọi người ơi. Cây mai này tết chỗ khủng khiếp. Hồi tết năm trước mình có quay một cái video là mai chỗ. Bây giờ nó đang thời kỳ rụng lá nè. Còn tầm khoảng một tháng nữa thì tới tết thì lúc đó nó sẽ rụng lá và bắt đầu nở những cái búp non xum xuê và trù phú. Cây mai này có thể nói là một trong những cái cây mai mà có hoa nhiều nhất ở cái vườn nhà mình. Một trong những cái mai khủng nhất ở vườn nhà mình. Nở hoa dày đặc mọi người. Lúc mà Tết năm trước, mọi người có thể xem lại cái video clip. Tết năm trước mình có quay một cái clip hoa nở dày kín, không thấy một chiếc lá luôn.
Và năm nay mình cũng hy vọng là nó sẽ đậu mùa như thế này. Cái gốc của nó nè. Ra được cái hoa này đúng không? Bây giờ trời đang gió cực kỳ luôn mọi người. Dẫn mọi người đi xem sơ. Ôi cái khế này có cả trái luôn rồi mọi người ơi. Cái khế này có cả trái luôn nè mọi người thấy không? Trái này nó còn hơi xinh xanh cho nên là mình chưa có bẻ được, để 1-2 ngày nữa bẻ khế nha mọi người. Còn 2 ngày nữa chúng ta cùng nhau thu hoạch khế nha. Gió quá gió. Gió này gió ở quê mát cực kỳ. Nhìn cứ giống như là gió Tết. Em một cái cây hoa. Cây hoa này là màu tím sen. Nhiều màu. Gốc cũng khá khủng đó mọi người. Gốc cây mai, gốc cây hoa giấy này cũng khá khủng đó. Đây là có màu đỏ, màu vàng nữa. Màu vàng, màu trắng. Màu trắng rồi đến màu vàng nè. Màu vàng này xinh cực kỳ luôn. Nó vàng bắt theo mọi người. Trời ơi xinh vô cùng xinh luôn. Màu trắng. Gấp hoa giấy. Gấp hoa giấy nha mọi người. Hoa giấy nó có nhiều gai lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái home tour của mình ngày hôm nay nha. Thì những cái video clip đằng phía sau nữa thì mình sẽ cố gắng quay những cái hoạt động khi mà mình ở quê, có cái hoạt động gì vui hoặc là các hoạt động trong Tết thì mình sẽ cố gắng quay lại để chia sẻ cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy follow kênh YouTube của mình nhé mọi người, Vườn của ba mẹ. Yeah.